Sydney 11 giờ tối đến giờ sáng. Con lạy Chí Tôn Đức với đạo. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Tika Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 34 kinh thập thượng. Rasutara Sutta 7.10 bảy pháp cần được tác chứng sẽ do Thượng tọa Giác Đản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cũng chưa có thấy Thượng tọa Minh Hạnh ở trong room. Con xin phép được đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư Tăng, Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình trường bộ kinh, bài 34 kinh thập thượng, 7.10, bài pháp cần được tác chứng. Con kính thỉnh Thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học một bích thai nhé. Dạ, yeah, Nam Mô Bích Thầy Giá, chắc con không biết là Thượng tọa Tế Siêu có nghe được con không? Con kính thỉnh Thượng tọa Tế Siêu dẫn này. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, dạ con không biết là Thượng tọa Tế Siêu có nghe được con không ạ? Dạ, yeah, có lẽ là Thượng tọa Tế Siêu cũng không có nghe được con. Thượng tọa Tế Siêu có lẽ đường nét bị trục trặc cho nên thấy với ngài nãy giờ bị rất mạng hoài. Còn kính thỉnh Thượng tọa Giác Đản. Nam Mô Bích Thầy Giá, kính đại lễ Chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ Thượng tọa Tế Siêu đang gặp Chư Tôn Đức trên đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bảy cái sức mạnh để đoạn lậu hoặc hay là đoạn phiền não. Đây là một bài học rất là lợi lạc cho đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghiệm từ cái nhìn của những bậc giải thoát đối với cuộc sống hiện tại, nhất là khi chúng ta với bảy thì phương thức này thì chúng ta có thể có một cái nhìn về con đường tu chứng và giải thoát trong đạo Phật. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau khi phần chánh kinh đọc xong thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Xin quý vị hoan hỷ lắng nghe. Nên một bữa thời gian sau thứ lần thay chúng còn chưa nhận thì gọi đã dẫn nhập bài học.
Thì con xin được đọc chánh kinh. Thì thấy sứ Từ Mẫn mới vừa vào trong rung, không biết là sứ Từ Mẫn có đọc chánh văn được không, thì xin mời sứ Từ Mẫn nha. Sứ Từ Mẫn ơi, mời sứ Từ Mẫn đọc chánh kinh. Dạ. Nam mô cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con xin sám hối, dạ, tại vì con vô trễ. Dạ, con xin đọc bài chánh kinh ạ. Hôm nay thứ ngày 2 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Diga Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Giáo 34, Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta. Bảy pháp cần phải biến tri sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải và điều họp. Sattathamma Pahukara Sattathamma Pauve Kappa Sattathamma Barineya Sattathamma Baha Tappa Sattathamma Hana Pagiya Sattathamma Visesa Pagiya Sattathamma Dupati Vicha Sattathamma Upade Tappa Sattathamma Barineya Sattathamma Sakchika Tappa. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần được tác chứng? Bảy lậu tận lực. Này các hiền giả, ở đây vị lậu tận tỳ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các hiền giả, vị lậu tận tỳ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ, tánh vô thường của tất cả pháp vi. Chánh quán ấy là sức mạnh của vị lậu tận tỳ kheo ấy. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỳ kheo biết được sự việc tận các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỳ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ, các dục vọng như lửa than hừn, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỳ kheo tâm hướng xuất ly, tâm thiền xuất ly, tâm nặng nề xuất ly, tâm ấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc trú. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỳ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỳ kheo, bốn niệm an trú được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỳ kheo, các lậu hoặc của ta đã được việc tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỳ kheo, năm căn được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu, các lậu hoặc của ta đã được việc tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỳ kheo, bảy giác chi đã được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỳ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỳ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỳ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Như vậy là sức mạnh của vị lậu tận tỳ kheo. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỳ kheo biết được các lậu hoặc của ta đã được diệt tận.
Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Chú thích sau đây từ kho tàng Pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn. Bảy pháp cần tác chứng. Sắc chi ca tắp bà thầm. Đây là bảy sức mạnh. Bậc lậu tận Khina Sawatpala, sức mạnh tinh thần của vị A-la-hán. Vị A-la-hán có nội tâm dũng mãnh như Ngưu Vương bởi nhờ thành tựu bảy sức mạnh này. Vị tỳ kheo lậu tận biết rõ sự diệt tận các lậu hoặc cũng nhờ các sức mạnh này. Chư hành được vị ấy thấy rõ như chân bằng chánh trí, bằng là vô thường, Anicchato sabbe sankhara atha bhutang sammabbanyaya sudipoti. Số 2, dục được vị ấy thấy rõ như chân bằng chánh trí rằng là nguy hiểm, ví như than hừng vân vân. Angaraka subhamadayo kamaya tha pu tăng sam map ban nhà ya sang đi tha hồ ti. Số 3, tâm của vị ấy hướng viễn ly, thiên về viễn ly, khuynh theo viễn ly, trú trong viễn ly, hoan hỷ xuất ly, đoạn tật hoàn toàn các pháp do lậu duyên khởi. Quy về ca ninh năng chích tăng hồ ti, quy về ca bồ năng quy về các bác phà rằng quy về các thằng nét khăn mà thi rằng tăng dặn tí phụ tăng sập ba sô a sa wa tha ni về hi thầm mê hi. Bốn niệm xứ đã được vị ấy khéo tu tập phát triển. Chắc ta rô sắp thi thà nà phà vi hồ tị su phà vi tà. Số 5, năm quyền đã được vị ấy khéo tu tập phát triển. Bành trình ri già ni phà vi tà ni hồ tị su phà vi tà ni. Số 6, bảy giác chi đã được vị ấy khéo tu tập phát triển. Sắc tà bồ hằng gà phà vi tà hồ tị su phà vi tà. Số 7, thánh đạo tám chi đã được vị ấy khéo tu tập phát triển. Ariyo Atthangiko Maggo Phavito Hoti Supavito. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giác. Nam Mô Bụt Thà Giác. Kính đại lễ Thượng Tọa Thầy Sư, đại lễ Chư Tôn Đức Thân Chào Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bảy cái sức mạnh của đoạn tận lậu. Ở đây nói lên hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là lậu não, nó là một cái sức mạnh. Sức mạnh đó bao trùm lấy chúng ta và không có đơn giản để chúng ta có thể vượt ra khỏi cái sự chi phối của phiền não. Ở trong kinh có đề cập đến cái hình ảnh của một con gà, gà con ở trong trứng, nó phải có đủ cái hơi ấm, đủ sự ấm để nó có thể đập vỡ cái vỏ trứng chui ra bên ngoài. Thấy vậy mà còn dễ hơn. Chúng ta nghe cụ Nguyễn Du nói về một cái định mệnh nghi cả của đàn kiều chém cha cái số ba đầu, cởi ra rồi lại buộc vào như chơi. Thì chúng ta cũng có thể cảm nhận một phần sống nó dường như có cái gì bao phủ và cột trói của chúng ta. Có những giây phút chúng ta tạm gọi là thanh thản, nhưng mà chúng ta trở lại với những cái chi phối của những phiền não đó. Và phiền não đó nó bền chặt, và Đức Phật dùng chữ gọi là xích sắt.
như là như kiết sử, như kiết phật, rồi vô minh bao phủ. Và ở đây chúng ta cũng đề cập đến một cái sức mạnh khác, và cái sức mạnh này ở đây là bảy sức mạnh, và nó đối nghịch lại với đoạn tầng của phiền não. Và dĩ nhiên là nó có nhiều cái cấp độ nhau. Có nhiều khi những sức mạnh này được thể hiện ở mức tương đối thì nó giúp chúng ta vượt qua những cái phiền não trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà với một vị như là một vị đã hoàn toàn giải thoát, những bậc ứng cúng vô sanh, thì thưa quý vị, sức mạnh đó là một sức mạnh mang cách rất là triệt để. Và đây là bảy pháp mà Đức Phật dạy rằng cần phải tác chứng. Bảy cái sức mạnh của đoạn lầu hoặc đó là sức mạnh của chiêm nghiệm về vô thường, sức mạnh về chiêm nghiệm của cái tội quả của các dục, sức mạnh của sự buông xả hay là xuất ly, sức mạnh của tu tập tứ niệm xứ, tu tập sức mạnh của tu tập ngũ căn, sức mạnh của tu tập bảy giác chi, và sức mạnh của tu tập bát chánh đạo. Một điều rất là thú vị là mỗi một cái sức mạnh như vậy có một ý nghĩa khác nhau đối với đời sống của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nói về sức mạnh của cái chánh quán về vô thường. Đây là một cái nhìn mà tương đối, thưa quý vị, thay đổi tất cả những cái nhìn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mình xây dựng một cái căn nhà, một phòng ở, trồng một cái cây, hay là chư tăng ở trong chùa xây dựng chùa chiền chẳng hạn, thì chúng ta làm việc đó thì chúng ta đều nghĩ đến chuyện lâu dài. Và khi nghĩ đến chuyện lâu dài là chúng ta nghĩ cái gì đó rất là bền, rất là chắc, kể cả cuộc sống này. Nhưng mà rồi trong cái nhìn của một cái vị mà tùy quán về vô thường, thì chúng ta hiểu rằng không phải chỉ có buổi sáng nắng chiều mưa gọi là vô thường, mà chúng ta nói là lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau cũng là vô thường. Thế giới này là luôn luôn thay đổi, và thậm chí quả đất mà chúng ta đang sống nó cũng có tới lúc hủy diệt. Và những cái tinh cầu, cả một cái thái dương hệ bao nhiêu tinh cầu này thì cũng sẽ có lúc hủy hoại, tiêu diệt. Thì như vậy, một vị hành giả sống với cái nhìn về vô thường đó, gọi là tùy quán vô thường, là nhìn mọi sự vật với một cái nhìn rất là mạnh mẽ, khi thấy rằng tất cả nó đều thay đổi, và cái thay đổi nó đi ngược lại với cái nhìn, cái đinh ninh, cái đòi hỏi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thông thường, thưa quý vị, những điều này làm cho chúng ta khổ sở. Chúng ta khổ sở tại vì chúng ta muốn an bình, chúng ta muốn mọi việc nó đều nằm yên, nó phải như vậy và mãi mãi là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì chẳng những nó thay đổi mà nó liên tục thay đổi. Và cho đến khi nào mà một hành giả hay là một người có thể nhận ra sự thay đổi đó, nó vốn là như vậy, không thể khác hơn. Và khi nó vốn là như vậy thì tâm của các vị này trở nên chấp nhận, trở nên tùy thuận, và không có nghĩ ngược lại, không có làm khác đi, không có nhìn thấy mọi sự vật nó phải là ồ, nó phải thế này, đừng như thế kia. Cái nhìn về sự vô thường mà đúng nghĩa và nhìn về sự vô thường nó rất khác với cái nhìn của con người. Tại sao chúng ta khóc trong cảnh sanh ly tử biệt một người thân ra đi? Tại vì chúng ta không chấp nhận vô thường. Tại sao chúng ta buồn phiền khi cái mà mình có mà bây giờ mình lại mất đi? Tại vì chúng ta không chấp nhận là vô thường. Tại sao chúng ta không thể bình tâm được khi một người rất là thương yêu, rất là tin tưởng của mình, bây giờ họ không thương yêu, họ không tin tưởng mình nữa? Tại vì chúng ta không chấp nhận vô thường. Tại sao chúng ta cảm thấy khổ sở khi mà bác sĩ nói rằng anh bị tiểu đường, chị bị ung thư? Tại vì chúng ta không chấp nhận vô thường. Cái vô thường nó là một cái gì rất là mạnh, nó như một cái dòng chảy. Đức Phật ngày ví dụ như là chúng sanh như là một bầy bò, mà buổi sáng người một đồng lùa bò ra đồng thì tử thần là lùa chúng sanh đi vào cõi chết.
Và sự vô thường nó diễn ra hàng ngày, không phải tóc bạc trên đầu mới là vô thường. Mà thưa quý vị, từ cái cảm giác vui buồn, từ lúc mà chúng ta ngồi mình thấy nó bình thường, bây giờ chúng ta thấy nó mỏi, nó nhức, hồi nãy không có mỏi nhức, bây giờ thì có mỏi nhức, đó là vô thường. Và nếu chúng ta tùy quán vô thường thì nó là một cái lực rất là mạnh, mạnh lắm. Cái mạnh ở đây không phải là mạnh chính ở vô thường, là chính cái nhận thức sự vô thường, chấp nhận sự vô thường. Và không phải chỉ chấp nhận sự vô thường mà còn bình tâm với sự vô thường. Và điều này nó tạo lên một cái nội lực rất là lớn. Đây là một điểm mà rất là nhiều người khó nhận ra. Chúng ta sợ hãi vô thường, mình nghĩ rằng cái vô thường nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta bị buồn nản đi, bị bi quan đi, bị nản chí đi. Nhưng mà không, một khi một người mà có thể ý thức, có thể nhận rõ sự vô thường của cuộc sống, chấp nhận được sống với vô thường, thì điều này nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh rất lớn cho nội tại của chúng ta. Không phải dễ dàng mà một phàm nhân, đặc biệt là người không học hỏi pháp của Phật đó, mà có thể chấp nhận địa điểm này. Quý vị thấy rằng trong tất cả các tôn giáo đó, người ta hay nói về một cái cõi vĩnh hằng. Và nhất là mỗi người khi nói đến cái chết thì chúng ta hay nói rằng người đó về cõi vĩnh hằng. Đó là một cách an ủi, mà chúng ta nói trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là lạc quan tếu. Khi người ta chết đi là cái gì đó mà mất mát, cái gì đó rất là vô thường. Nhưng mà người ta cố gắng để nói một cách an ủi, trái lại là người đó đi về bên kia cõi vĩnh hằng, mặc dù không ai biết cõi vĩnh hằng đó là gì. Và nói với tôn giáo, người ta thường vẽ ra, dạ, vẽ trong cái nơi nào đó mà đời đời được hưởng như vậy, kiếp kiếp được hưởng như vậy, không thay đổi. Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật pháp thì khác đi. Khi nào chúng ta biết quan sát, chúng ta biết nhận thức, thấy rõ hiện tượng sanh diệt, khi nào chúng ta có khả năng để chấp nhận, và tâm của chúng ta có thể là sự việc như thế nào chúng ta sống như vậy, thì đó là một sức mạnh phi thường, một sức mạnh chúng ta không có tưởng tượng được. Đó là cái sức mạnh đầu tiên chúng ta gọi là sức mạnh của vô thường. Xin lỗi quý vị, cái sức mạnh của nhận thức về vô thường. Một cái sức mạnh thứ hai mà chúng ta đề cập đến tại đây là sức mạnh thấy được cái các trục là nhiệt đảo. Về điểm này thì nó lại là một cái nhìn ngược lại với thường thức. Có sống gần các vị trưởng lão, sống gần các vị thiền sư, thì bây giờ chúng ta mới có cảm nhận được phần nào về cái nhìn này. Thí dụ đời sống của chúng ta, thưa quý vị, ăn ngon mặc đẹp, cái gì mà sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon sục lạc, thì cái đó nó làm cho chúng ta vui, cái đó làm cho chúng ta hạnh phúc, cái đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà đối với một cái nhìn khác thì chính những cái dục lạc đó làm tâm của chúng ta bị dính mắc, chính những dục lạc đó làm cho chúng ta khởi sanh cái ý tưởng chiếm hữu, chính những dục lạc đó làm cho chúng ta đi đến chỗ gọi là tranh giành, chính những dục lạc đó làm cho chúng ta khổ sở khi mà chúng ta không có. Lấy ví dụ như vậy là có một lần tôn giả Mục Kiền Liên, ngài lên trên cõi trời và ngài nhìn thấy Thiên Chủ Đế Thích Thích sống ở trong một cái tòa lâu đài mà thật ra chúng ta không diễn tả được về cái cao sang, về cái lạc thú của thiên cung. Thì tôn giả Mục Kiền Liên ngài mới nói trong phòng lòng là vị thiên chủ này quả thật là sống rất là phóng dật. Thì thưa quý vị, chúng tôi không kể nhiều hơn về chuyện này, nhưng mà đối với chúng ta đó, mình thấy một ai mà ở sống trong dục lạc như là nhà cao cửa rộng, lâu lâu chúng tôi đến thăm một vài Phật tử mà nhà họ đầy đủ tiện nghi đó, thì mình thấy là không có phước. Nhưng mà trong một cái nhìn khác, thưa quý vị, một khi mà chúng ta sống quá nhiều những dục lạc bao phủ chung quanh như vậy, thì nó đang mời gọi một thứ mà chúng ta không tưởng tượng được, đó là đau khổ. Một khi chúng ta rời căn nhà đó, một khi vì hoàn cảnh gì đó mà chúng ta không sống được ở trong căn nhà đó, thì đúng là đại họa đổ lên đầu chúng ta, khổ, rất khổ. Tại vì sao như vậy? Chính những dục lạc đó
đã làm cho chúng ta bị ru ngủ, êm ái trong một cái điều kiện nào đó. Và khi không có những thứ đó thì mình cảm thấy thiếu thốn, không có những thứ mình khổ sở. Thật ra cuộc đời của mình đó, phải sống chết làm sao cho có được thứ đó. Và kể cả cái chuyện mà tranh giành, kể cả cái chuyện mà chém giết lẫn nhau. Hôm qua chúng tôi có nghe một câu chuyện, đó là nói về một cái người anh ở Việt Nam mà cầm dao đi giết người em hàng xóm, qua can là chém luôn hàng xóm, chỉ vì tranh giành đất đai. Cái chuyện mà chúng ta nói rằng có được tài sản tiền bạc là sanh tử, và khi mà tranh giành mà nhau để mà chém giết với nhau, rồi bây giờ vào tù ra khám, nó tạo nên một bi kịch lớn, nó là chuyện bình thường. Cái đó Đức Phật ngài gọi là ngũ dục, dục lạc. Nó giống như là một cái hố than, mình thấy hố than cháy đỏ mà mình lao vào nó chỉ chết thôi. Và ngài dùng nhiều thí dụ, ngũ dục giống như mình bó đuốc đi ngược gió, hoặc giả là đó là thuốc độc, hoặc giả là cái khúc xương khô. Ngài dùng vô số hình ảnh, nhưng mà những hình ảnh đó chúng ta là phàm nhân, chúng ta không thấy được. Ở đây nó không phải là vấn đề luân lý hay vấn đề đạo đức, mà vấn đề tự nhiên của đời sống. Dạ, vấn đề tự nhiên của đời sống. Một khi một người nhận ra rằng à, cái đó nó đẹp thật, cái đó nó dục lạc thật, nhưng mà trong đó nó chứa nhiều sự nguy hiểm. Và bây giờ mà thưa quý vị, chúng ta không có những thứ đó, đó thì chúng ta có thiếu gì nữa, nó không khổ. Nhưng một người đã có những thứ đó rồi, bây giờ không có những thứ đó thì rất là khổ, và rất là khổ sở. Hồi trước chúng tôi có đọc một cái bài viết. Bài viết này người ta nói về có những cái băng đảng xã hội đen trong xã hội đó, họ họ bắt những cô gái rất là đẹp về đó. Ban đầu thì họ làm sao họ chích thuốc cho cai nghiện, cai nghiện như nghiện ma túy chẳng hạn. Rồi một khi mà người này đã nghiện ma túy rồi đó, thì người này thấy rằng không thể sống không có ma túy như vậy. Mà ma túy phải được cung cấp bởi xã hội đen. Và khi mà người ta cung cấp cho mình ma túy đó, thì mình có những cái giờ phút rất là gọi là thăng hoa trong cuộc sống. Rất là thăng hoa trong cuộc sống. Nhưng mà rồi sau những giờ phút đó đó, là phải làm nô lệ cho họ. Tại vì sao vậy? Mình đã lỡ nghiện ngập rồi, mà bây giờ không có ma túy thì không được. Thì thưa quý vị, rốt cuộc rồi thì những người đó, đó họ từ chỗ không nghiện mà họ phải nghiện ma túy, rồi nghiện ma túy là trở thành nô lệ cho những người trong xã hội đen. Thì cái nhìn đó mình nhìn thấy đúng là một bi kịch của cuộc sống. Nhưng mà đó là chúng ta bình thường, chúng ta không nghiện ma túy. Nhưng mà những người mà đang nghiện ma túy thì họ cảm thấy rằng những cái người trong xã hội đen ban cho họ cái ân huệ là họ được hút ma túy và họ được tiếp tục để hưởng những giờ phút rất là hạnh phúc. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng ta giống như vậy thôi. Trong cái nhìn của Đức Phật đó, thì nhiều quý vị có nghĩ chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng ta không khác hơn gì những người phụ nữ mà bị xã hội đen họ làm cho mình nghiện ma túy. Và cái hạnh phúc mà chúng ta có với dục lạc thì thật ra trong cái nhìn nào đó, nó y hệt, nó tương tự như là ma vương mà cho chúng ta cái khoái cảm, những khoái cảm nhất thời. Và sau khoái cảm đó là sự đầy đọa, là sự nô lệ. Và khi nào mà mình thấy được cái đó, mình thấy một cái rõ ràng, nó như vậy đó là tai họa, nó như vậy là cái hố thăng từng, thì lúc bây giờ nó tạo một sức mạnh rất lớn. Tại vì sao? Cái nhìn đó nó ngược lại với cái nhìn của mê lầm, cái nhìn của mê muội ra, nó là một sức mạnh. Và cái sức mạnh thứ ba đó là cái sức mạnh về ý thức của sự xuất ly và buông xả. Ý thức sức mạnh, cái sự buông xả này đó, nó được ví dụ giống như là lá sen mà không có bị dính nước.
ở trong tình trạng gọi là vô nhiễm, thì cái khả năng mà cái gì đến mình cho nó đến, cái gì đi mình cho nó đi, mình không có nắm níu lại đó, nó là một sức mạnh lớn của đời sống, thưa quý vị. Rất là khó để chúng ta diễn tả bằng ngôn ngữ về điểm này. Nhưng mà rồi đối với một người đọc kinh Phật lâu năm, nói về hình ảnh của cái sự buông xả đó, thì chúng ta thấy nó là một sức mạnh lớn. Thí dụ như Ngài Rathabala, Ngài Rathabala, Ngài xin cha mẹ đi xuất gia, và rồi Ngài trở về lại nhà, cha mẹ mới dặn những người vợ cũ trang điểm rất là đẹp, rồi thưa quý vị, mang những cái vàng bạc châu báu của cải chất ở trong nhà từng đống như vậy đó. Thì thưa quý vị, đối với một cái người bình thường của chúng ta, nhất là đời sống đi tu, và đặc biệt là đời sống thiếu thốn, đời sống rất là ít về vật chất, thì có lẽ là chúng ta điều đó nó có một cái sức hấp dẫn rất là lớn. Nhưng mà thưa quý vị, đối với Ngài thì cái chuyện đó có chuyện gì? Thậm chí Ngài còn khuyên là nên đem những thứ này đâm đổ xuống sông đi, để cho mình nó bớt đi cái khổ sở, và nó bớt đi cái khổ trong đời sống vì dính mắc. Nhưng mà chưa, chúng ta còn thấy rằng không phải chỉ buông bỏ đối với dục lạc, buông bỏ đối với tài sản, mà còn buông bỏ đối với những cái chấp ở trong cuộc đời này. Ví dụ như sân, nó cũng là một sự chấp chứ quý vị. Cái khổ sân, cái khổ hận thù, nó cũng là cái chấp. Và khi nào cái tâm mà mình buông được đó, và cái đó gọi là tâm xuất ly, thì cái xuất ly là cái bài học đầu tiên mà cho chúng ta cảm được cái hạnh phúc của sự giải thoát. Cái xuất ly là cái đầu tiên đó, mà cho chúng ta cảm nhận được một cảnh giới rất là khác biệt, và khác biệt với cảnh giới hiện tại. Và về điều này đó, thì chúng ta phải thỉnh thoảng tự mình cảm nhận xuyên qua sự hành thiền. Thí dụ như là lúc về hành thiền, mình để ý đến cái gì mà thoải mái, cái gì mà dễ chịu, thường mình hay bám víu vào. Nhưng mà các vị thiền sư nhắc mình là hãy ghi nhận đó là thọ lạc, hãy ghi nhận cái đó là cảm giác dễ chịu, nhưng mà đừng theo nó, hãy buông nó đi. Và khi cái đau nhất nó xảy ra, thì ghi nhận đó là cảm thọ đau nhất, nhưng mà đừng có phản ứng, đừng có bận tâm, đừng có bực bội với nó nhiều, cũng hãy nó, hãy buông xả nó đi. Và cái cảm giác mà xuất ly đó, nó cho chúng ta một cái lực rất là mạnh. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có cái trường hợp mà chúng tôi được nghe kể đó, là có lúc chúng tôi lên trại tị nạn, có cái anh đó, anh ngồi anh kể chúng tôi nghe lại một cái cảm giác trước khi anh đi vượt biên. Anh sống ở trong căn nhà có bốn anh em, và tất cả đều lập gia đình hết. Thì thưa quý vị, bốn người con trai và bốn người dâu sống chung trong nhà với cha mẹ, thì nó có đủ thứ chuyện, và nào là chuyện ăn uống, nào là tiền bạc, vui buồn, đủ thứ chuyện hết. Và những cái chuyện đó nó luôn luôn, nó là cái gì bận lòng, cái gì cột trói. Cho đến một ngày anh quyết định đi vượt biên. Khi vượt biên có nghĩa là đi tìm về một chân trời mới, và bỏ lại sau lưng tất cả. Và lúc anh sắp rời căn nhà đó, thì anh hiểu rằng ngày mai này khi mình đặt chân xuống tàu để rời bỏ quê hương, thì tất cả những gì mà gọi là được mất, hơn thua, vui buồn trong cuộc sống trong nhà, giữa anh chị em, giữa bao nhiêu những người đó, tất cả đều không còn ý nghĩa gì hết. Thì thưa quý vị, tối hôm đó, đó cái người vợ của anh đó, trước khi đi, nhưng mà rồi lên nói với anh một câu rằng hồi chiều em ăn cơm với chị hai, tức là người chị chồng, người chị chúng ta gọi là cột treo, tức là tất cả đều là con dâu trong nhà đó, chỉ có nói một câu này làm cho em rất là buồn. Thì anh mới kể là anh ôm người vợ vào trong lòng, anh mới nói với người vợ rằng em à, ngày mai này mình đi rồi, còn mấy tiếng hồn cũng rời nhà rồi. Khi mà rời căn nhà này và rời bỏ
quê hương này rồi đó, thì những cái chuyện mà cái lời ăn tiếng nói có hơn thua một chút nó không có nghĩa gì hết. Rồi thưa quý vị, cái đó là một cái lực rất là mạnh. Cái lực rất là mạnh là khi nào mà mình nghĩ đến chuyện xuất ly, nghĩ đến chuyện buông bỏ rồi đó, thì vì những cái chi tiết khác nó không còn với ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống nữa. Thì đời sống con người đó, mà một khi mình tu tập, mình nghĩ đến cái chuyện mà xuất ly, mà rời bỏ cái sự cố chấp, rời bỏ kể cả cái thân này, rời bỏ tam giới, thì quý vị, thì những cái quãng con, những cái nhỏ nhặt nó không làm cho mình bận lòng. Nó là cái lực lực rất mạnh, cái lực của sự xuất ly. Và rồi chúng ta nói đến một cái lực thứ tư, đó là cái lực của tu bốn niệm xứ. Cái đặc biệt của tu bốn niệm xứ tức là cái khả năng hướng tâm chú ý đến cái gì đang xảy ra, và chỉ ý thức là cái đó đang xảy ra, chỉ biết cái đó đang xảy ra, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, cảm thọ vui biết là cảm thọ vui, cảm thọ buồn biết là cảm thọ buồn, cái tâm hướng thượng biết là tâm hướng thượng, tâm phiền não biết là tâm phiền não. Cái những cái biết đó, những cái đem vào trong đó, nó có một cái lực rất lớn gọi là lực hóa giải, là lực hóa giải. Hồi nhỏ chúng tôi thường nghe sư trưởng kể một câu chuyện là sư trưởng có quen với một người, họ hay bực bội, hay sân, hay đánh con lắm. Nhưng mà rồi đi học thiền tứ niệm xứ với sư cụ Hộ Pháp thì lúc đó người ta hay có cái niệm là khi nào mình khởi lên tâm sân, biết niệm là sân à, khi mà tham à, tham à, thì cái cô này có về, cổ cầm cái cây cũng đánh con cổ, nhưng mà cổ nhớ sân à, cổ nhìn được cái sân đó, thì tự nhiên cái tâm cổ không muốn đánh con nữa, cổ thấy nó khác đi. Thì một trong những sức mạnh của niệm mới là khi mà chúng ta có khả năng nhìn vào thân, nhìn vào tâm, nhìn vào phiền não, nhìn vào những cái ý định, nhìn vào những gì mình muốn làm, cái nhìn đó sẽ biến đời sống chúng ta nó chuyển hóa một cách mầu nhiệm, một cách khác đi. Mà chúng ta không cần phải vật lộn với nó, chúng ta không cần phải đòi hỏi nó phải như thế này, đừng như thế kia. Thông thường thưa quý vị, chúng ta hay có cái bệnh là muốn ra lệnh, thích ra lệnh và tin vào cái khả năng ra lệnh của mình, nhưng mà chúng ta không có tin vào cái sức mạnh của niệm. Cái sức mạnh của bốn niệm xứ là gì? Đó là cái sự chuyển hóa tự nhiên, là mình chỉ nhìn nó thôi, chứ mình không cần, mình không cần phải ra một giải pháp gì. Nhưng mà trong cái nhìn đó, tự nó sẽ tạo ra một cái sự hóa giải. Bởi vì người nào mà có từng có tu tập thiền quán rồi, thì người đó cảm được cái sức mạnh của bốn niệm, và bốn niệm xứ. Đó là bốn niệm, nhưng mà thật sự nó chỉ là một thôi, bốn thứ niệm thôi. Nhưng bốn niệm xứ tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và đây là cái khả năng nhìn, cái khả năng ghi nhận, cái khả năng ý thức về sự sanh diệt của các pháp đó. Và khi mình nhìn vào mặt mũi của nó, mình nhìn vào nó, thì nó sẽ biến mất. Trong kinh điển nó có ghi lại một cái những cái câu chuyện mà ví dụ như Ma Vương hiện ra quấy phá Đức Phật và Chư Tăng, chư vị A-la-hán, nói lên cái sự nhận biết của các ngài đó là Ma Vương. Thì Ma Vương thấy vậy, Ma Vương biến mất. Nhưng mà đối với phiền não chúng ta không giống như vậy, thưa quý vị. Những cái phiền não, nhất là khổ sở, bực bội hay gì đó, mà nếu chúng ta nhìn bằng chánh niệm, mình không có đòi hỏi là như thế này hoặc đừng như thế kia, mình chỉ lặng lặng nhìn. Và cái nhìn đó có một cái giá trị rất là mầu nhiệm. Ở trong cuộc sống cái gì cũng vậy hết. Một cái nhà hay là một cái công việc gì đó mà nó bị chìm vào trong quên lãng, thì thường thường nó sanh ra nhiều vấn đề lắm. Nó sanh ra rất nhiều vấn đề. Nhưng mà cái gì đó mà chúng ta thường ý thức đem vào cái tầm ngắm, tầm nhìn của chánh niệm đó, thì cái đó tự nó cải thiện. Cái việc này mình sống ở bên Mỹ, mình thấy có một điểm lạ là cũng căn nhà như vậy, nhưng nó là căn nhà khoan, không ai để ý đến đó. Năm sáu tháng hư rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng căn nhà đó mình không làm gì hết, nhưng mình ở trong nó đi ra đi vô ý thức thường thì khi mình ở đó thì căn nhà đó nó bình thường, và nó không có những cái hư hại như là căn nhà bỏ hoang. Cái tâm của chúng ta, về thân của chúng ta, về đặc biệt là tâm, nếu vị nào đã thử rồi đó thì sẽ thấy cái sức mạnh của niệm. Tuy là nói là bốn niệm xứ, nhưng mà bốn niệm nó chỉ là niệm thôi. Và cái sức mạnh của niệm là gì? Là đem những thứ đó vào trong cái tầm nhìn, tầm ngắm của chánh niệm.
Và cái chánh niệm chỉ cần ghi nhận nó có cái năng lực hóa giải. Và đây là một cái sức mạnh rất là mầu nhiệm của đời sống. Và thưa quý vị, cái sức mạnh tiếp theo đó là sức mạnh của năm căn hay là ngũ lực, năm indriya mà chúng ta gọi là ngũ quyền, là tính tấn niệm định huệ, định huệ tuệ đó. Cái sức mạnh của năm căn là sức mạnh của sự quân bình. Và sức mạnh quân bình, chúng tôi lấy ví dụ là một cái chiếc xe mà nó chạy đó, thì nó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái sức mạnh của máy, của hộp số, của bánh và của cái của nhiều cái yếu tố khác nhau. Một cái sự cái gì cũng vừa phải thì nó đi tới. Thì khi mà chúng ta nói về tính tấn niệm định tuệ đó, là chúng ta nói về những cái lực mà tương đối là nền tảng, là căn bản nhất của cái gọi là nội lực và cái gọi là tâm lực. Thì sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của nghị lực gọi là tấn lực, của niềm tin tấn lực, sức mạnh của cái khả năng tỉnh táo gọi là niệm lực, khi sức mạnh của khả năng tập trung gọi là định lực, và sức mạnh của sự mẫn tiệp bén nhạy của trí tuệ chúng ta gọi là tuệ lực. Thì năm cái này đó, nếu được tu tập và tu tập tạo ra sự quân bình, thì thưa quý vị, nó tương tự như là một chiếc xe mà tất cả mọi cơ phận đều làm việc gọi là phối hợp nhịp nhàng với nhau. Hay là giống như một công ty, một công ty mà vấn đề đường hướng hoạt động, về vấn đề quản trị nhân sự, về vấn đề quản trị hành chính, mọi thứ nó đều kết hợp một cách nhuần nhuyễn thì nó sẽ đi tới. Hay là quý vị nấu một tô canh mà tất cả những cái gia vị chúng ta bỏ vào không có cái nào quá nhiều, không có ít, thì nó sẽ tạo nên một cái vị ngon. Vị ngon là do cái sự quân bình của tất cả mọi thứ. Cái này nó là một điểm rất là tế nhị. Chúng ta hay có cái bệnh, thưa quý vị, bệnh gọi là làm quá đi. Dạ, làm quá thì ví dụ như là cái người nào đó có đức tin thì lúc nào cũng biểu hiện cái đức tin đó. Cái người nào tinh tấn biểu hiện sự tinh tấn. Và nhiều khi cái sự biểu hiện nó dẫn cái tình trạng gọi là quá độ. Cái quá độ đó thật ra nó không có hay gì, nó không đẹp gì. Quý vị cứ tưởng tượng mình nấu nước mà lửa nhiều quá hay là nước nhiều quá thì chẳng có cái nào mà nó tốt hết. Lửa vừa phải, nước vừa phải. Và cái vừa phải, cái chừng mực đó, đó là một nghệ thuật của đời sống. Đến lúc nào đó mà một người nấu cơm biết là nước như vậy là vừa đủ, lửa như vậy là vừa đủ, thời lượng như vậy là vừa đủ, thì người đã nấu cơm ngon. Nhưng mà cái biết đó, nó là một nghệ thuật, nó một cái chừng mực nào đó. Thì cái sức mạnh của năm căn là sức mạnh của quân bình hay sức mạnh của chừng mực. Và thứ gì, cái sức mạnh thứ sáu mà chúng ta gọi là sức mạnh của bảy giác chi. Bảy giác chi tức là bảy cái chi phần mà của giác ngộ, hay là chúng ta nói là một cái công thức, hay là một cái sự tập hợp chung của những thành tố để của giác ngộ. Bảy thành tố đó là chúng ta nói đến niệm, nói đến trạch pháp. Niệm tức là cái khả năng tỉnh táo ghi nhận, bén nhạy. Trạch pháp là cái khả năng phân biệt, lựa chọn, biết được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên hay không nên. Đây là đạo hay là phi đạo. Cần giác chi là chúng ta nói đến cái năng lực của sự tinh cần. Thì giác chi nói đến cái nhân tố gọi là hân hoan. Tịnh giác chi tức là nói đến cái yếu tố vắng lặng, nhẹ nhàng. Nói đến định giác chi tức là nói đến yếu tố khả năng tập trung. Và nói đến xả giác chi là yếu tố quân bình. Thì đây là bảy cái công thức mà để thắp sáng tuệ giác. Dạ, để thắp sáng tuệ giác. Ví dụ như là mình nói về một cái ngọn đèn mà nó được cháy đó. Ngoài cái dòng điện nó còn có bóng đèn, rồi nó còn có những thứ khác kết hợp lại với nhau để nó tạo thành một ánh sáng của ngọn đèn. Thì tương tự như vậy, cái gọi là tuệ giác, cái gọi là sự giác ngộ đó, nó có những cái yếu tố đạo Phật gọi là bảy giác chi. Từ niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Và ở đây nó là một cái sự kết hợp. Nếu nói về cái sức mạnh của năm căn là sức mạnh của quân bình ấy, thì cái sức mạnh của bảy giác chi là sức mạnh của cái sự kết hợp nhuần nhuyễn của bảy cái nhân tố
và tuệ giác được thắp sáng. Và rồi bây giờ chúng ta nói đến cái sức mạnh thứ bảy là sức mạnh của Bát Chánh Đạo. À, sức mạnh Bát Chánh Đạo ở đây đó là chúng ta nói sức mạnh của những cái chi phần tăng thường. Theo trong kinh điển thưa quý vị thì Bát Chi Đạo đó được thường dịch là Thánh Đạo tám ngành. Đôi khi chúng ta dịch là Chánh Đạo thì Bát Chánh Đạo thì nghĩ là đó là tám con đường chánh, không phải là tám con đường khác nhau, mà một cái con đường gồm có tám chi phần. Tám chi phần đó là chánh kiến, thấy đúng đắn xác thực, chánh tư duy là sự suy nghĩ chân chánh không có tà bại, và chánh ngữ là lời nói chân chánh hiền thiện, chánh nghiệp là hành động vô tội, hành động hiền thiện, chánh mạng là sinh kế hay là nuôi mạng một cách chân chánh, chánh tinh tấn là nỗ lực một cách đúng chân chánh, chánh định là một cái sự tập trung, một sự tập trung chân chánh, và chánh niệm đó là cái chúng ta nói đến một cái cũng một lần nữa trở lại với cái sự tỉnh táo, cái khả năng ghi nhận. Thì tám cái chi phần này có thể được chia làm ba: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gọi là giới học tăng thượng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gọi là định học tăng trưởng thân thượng, và chánh kiến, chánh tư duy gọi là tuệ học tăng thượng. Những cái pháp này có cái đặc tính á, là nó đẩy chúng ta đi lên, đẩy chúng ta đi tới, nó làm cho cuộc sống tăng thăng hoa. Đạo Phật không dùng chữ thăng hoa mà Đạo Phật dùng chữ tăng thượng. Nó tương tự như vậy là trong cái việc học, trong đời sống hay là trong ăn công ăn việc làm mà nó có những cái tố chất, và tố chất này nó khiến cho cái công việc được phát triển, công việc đi tới. Ví dụ như là mình vào một cái cửa hàng mà người ta có những mặt hàng luôn luôn mới, người ta có những người bán hàng luôn luôn rất là thân thiện, người ta có cái cách để bán hàng mà làm cho khách hàng được vui để trở lại, thì mình biết đó là những tố chất, những tố chất làm cho cái công việc buôn bán được phát triển, được thịnh đạt. Thì tương tự như vậy, một cái cuộc sống mà có tám chi phần là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì thưa quý vị, đó là những cái tố chất gọi là tăng thượng, dù là giới học tăng thượng, định học tăng thượng hay tuệ học tăng thượng, nhưng mà những tố chất này khiến cho đời sống tinh thần được tăng trưởng, được phát triển, đó là một sức mạnh. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại ở trong bảy cái sức mạnh này đều là những sức mạnh có tính cách áp đảo đối với phiền não và sức mạnh của lậu tận. Dạ. Thì cái sức mạnh áp đảo với phiền não này đó, đối với cái bậc thánh đó, thì dĩ nhiên nó là một sức mạnh đã thành phẩm rồi, một sức mạnh trọn vẹn. Nhưng mà với những phàm phu của chúng ta thì thưa quý vị, những sức mạnh này nó có nhiều cái khả năng mà nhất thời chúng ta có thể đạt được rất là nhiều cái gọi là cái nội lực để vượt thắng phiền não. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Cuộc sống nội tâm thưa quý vị, nó giống như cuộc sống ở bên ngoài. Cuộc sống ở bên ngoài thì chúng ta cũng hiểu, người ta nói rằng có cái thế hay là có cái sức mạnh, hoặc giả là mình có một cái lực. Ở bên ngoài người ta nói đến thân thế, người ta nói đến đồng tiền, người ta nói đến sức khỏe. Nhưng mà riêng đối với đời sống tinh thần thì chúng ta không thể đương đầu với phiền não bằng nước mắt hay là bằng sự than thở. Những cái tâm trạng yếu đuối á, nó không giúp chúng ta áp đảo được phiền não, nhưng mà chúng ta phải có sức mạnh. Và sức mạnh ở đây không phải là sự kêu gào hay là sự giận dữ hay là sự than vãn đối với phiền não, mà thay vào đó chúng ta có bảy cái sức mạnh mà vừa đề cập đó, đó là sức mạnh của tùy vô thường,
sức mạnh của ý thức về hiệu quả của các dục, sức mạnh về khả năng buông xả, sức mạnh của niệm ở trong bốn nghiệp xứ, sức mạnh của quân bình trong ngũ căn, sức mạnh của tổng hợp những cái yếu tố của tuệ giác của thức giác di, và sức mạnh của những pháp tăng thường của tám chánh đạo, của bát chánh đạo. Thì những sức mạnh này, cái khéo của chúng ta là chúng ta có biết hay không? Dạ, chúng ta có biết lúc nào nó có, lúc nào mà mình có thể khai thác được, có lúc nào mình vận dụng được. Và một khi mà chúng ta biết được cái sức mạnh đó, ví dụ như là mình nói về sức mạnh của tứ niệm xứ, một cái người mà có khả năng khéo léo thì người đó hiểu rằng đối với tất cả những phiền não mà mình đem những phiền não đó vào trong cái tầm ngắm của niệm rồi, mình có khả năng nhìn, có khả năng ý thức rằng đây là tham, đây là sân, đây là những cái căng thẳng, đây là những cái buồn phiền, đây là phiền muộn, mà mình chỉ lặng lặng mình nhìn đó, và mình nhìn nó sanh như thế nào, diệt thế nào. Chỉ riêng cái khả năng ý thức là mình đã sanh, khả năng ý thức là đang phiền não, thì cái ý thức đó nó cũng tạo được một sức mạnh rất lớn. Và nếu chúng ta biết được cái sức mạnh đó thì thưa quý vị, nó sẽ lợi lạc cho chúng ta nhiều chuyện lắm. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chuyện hôm nay tại đây về bảy cái sức mạnh của bậc lộ tận, mà cũng là bảy sức mạnh nói về cái sức mạnh áp chế phiền não. Bây giờ không biết Thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và Thượng tọa Từ Siêu có nghe được không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Giờ quý vị có nghe được chúng ta nói chưa? Dạ tốt, tôi xin cảm ơn quý vị. Trong khi chờ đợi Thượng tọa Chức Tăng soạn các cái câu thảo luận với Chư Tăng, chúng tôi xin tiếp lời ít phút. Kính thưa quý vị, một người học Phật có chánh kiến, chánh tính, chúng ta cần phải rõ biết những cái đặc tính cao quý của bậc thánh ở trong pháp luật này. Chúng ta học ở trong Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta rất thường được nghe nói đến những đặc tính của bậc Tôn Đức Phật
của bậc Tư Đà Hàm, của bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, bậc A La Hán. Và khi mà chúng ta rõ biết những cái đặc tính cao quý đó thì chúng ta mới có được cái lòng tin nơi cứu cánh giải thoát. Vì nếu như mà chúng ta không có biết rõ về các bậc A-la-hán, chúng ta chỉ nghe người ta nói A-la-hán, những hạng thinh văn giác thấp hơn là Bồ-Tát, v.v. Chúng ta nghe nói như vậy thì tự nhiên chúng ta quan mang. Sở dĩ mà chúng ta quan mang là vì chúng ta không có hiểu được, không có biết được cái hành trình của vị A-la-hán như thế nào. Ở đây trong pháp cần và tác chính là nói đến bảy sức mạnh của bậc lộ tận Khinasawat Palak. Khinasawat tức là ám chỉ cho vị A-la-hán. Chúng ta đọc qua bảy pháp này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái quả vị A-la-hán không phải là một cái tước vị mà do Đức Phật ban tặng hay là do người đời ban tặng. Mà quả vị A-la-hán là do các vị tâm đã thoát khỏi các lậu hoặc, đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, và hơn nữa là vị A-la-hán có nội tâm vững mạnh nhờ thành tựu bảy cái sức mạnh tinh thần. Bảy sức mạnh đó chúng ta đã được nghe từ Tổ Giác Đẳng vừa trình bày. Thì khi mà chúng ta hiểu được vị A-la-hán như thế nào thì ở đây chúng ta cần phải biết thêm A-la-hán có ba bậc, tức là bậc A-la-hán Đoạn Giác hay là A-la-hán Chánh Đẳng Giác, A-la-hán Samma Sambuddho. Là một vị Chánh Đẳng Giác như Đức Phật, Đức Phật Gautama. Rồi A-la-hán thứ hai đó là A-la-hán Độc Giác, A-la-hán Pachekabuddho. Hạng A-la-hán thứ ba gọi là bậc A-la-hán Thanh Giác, A-la-hán Sau các phu thù, sau các phu thù là Puttasavako, tức là A-la-hán đệ tử của Đức Phật Toàn Giác. Thì cho dù gọi là A-la-hán bậc nào đi nữa thì chúng ta nên hiểu rằng tất cả những vị tùy theo cái pháp độ mà tu tập pháp là mật đó, thường độ parami là khi còn là vị Bồ Tát, là thực hành 10 pháp ba la mật chỉ với cái cấp độ bậc hạ thôi, tức là vị đó trong quá trình thực hành ba la mật, vị đó
hy sinh cái tài sản, cái vật ngoại thân để mà thực hành Pháp Ba La Mật. Còn vị Bồ Tát mà có chí nguyện thành A-la-hán độc giác đó, thì vị đó phải tu tập 10 Pháp Ba La Mật ở hai pháp độ, tức là bậc hạ và bậc trung. Là chẳng những vị đó dám hy sinh tài sản để thực hành Ba La Mật, mà ngay cả như tứ chi vật liên hệ thân, tức là mắt hoặc là thịt, da hoặc là tay chân, nếu mà ai sinh hoặc là khi mà giới, cho dù phải hy sinh máu thịt, ở vị đó vẫn làm được, gọi là 20 Ba La Mật Upaparami. Và nếu là vị A-la-hán, nếu là vị Bồ-tát mà có cái tâm nguyện thành A-la-hán chánh đẳng giác, thì vị đó tu tập Pháp Ba La Mật ở ba cấp độ, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, gọi là Paramattha Parami, cho đến bậc đó, có nghĩa là Bồ Tát như tiền thân của Đức Phật Gautama, hay là chư Phật ở trong quá khứ của vị. Khi còn là vị Bồ Tát, các ngài dám hy sinh tài sản, hy sinh cả tứ chi, thậm chí là ngài dám hy sinh cả mạng sống này để kiếp đó thực hành Pháp Ba La Mật mà tâm không hề nao núng, không hề lo sợ làm những cái việc khó làm như vậy. Cho nên khi mà thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, hoặc là A-la-hán độc giác, hay là A-la-hán thinh văn, riêng về hai vị thượng thủ thinh văn là như ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Liên, thì ngài cũng thực hành cái pháp độ cho đến bậc trung, như là vị như vị Bồ Tát toàn giác gì đó, tổ Bồ Tát độc giác gì đó. Nhưng khi mà chứng quả A-la-hán rồi đó, thì tất cả các bậc lậu tận đều có cái sức mạnh tinh thần như vậy, là luôn luôn vị A-la-hán thấy rõ như thật bằng chánh trí là chư hành vô thường. Các vị A-la-hán luôn luôn có trí tuệ thấy rõ như thật bằng chánh trí rằng các dục nguy hiểm như là hố than hừng, như là khúc xương khô, vân vân. Rồi các vị A-la-hán luôn luôn tâm hướng về viễn ly, trốn trong viễn ly, rồi các vị A-la-hán là những vị đã viên mãn bởi khéo tu tập bốn niệm xứ, ngũ quyền, thất chân chi, bát chân đạo, luôn luôn là như vậy. Cho nên cái quả chứng A-la-hán không phải là tầm thường. Chúng ta đừng nghĩ rằng
các bậc A-la-hán thinh văn chỉ là những vị tầm thường. Phong đô thưa quý vị, dù rằng bậc A-la-hán thinh văn khi còn là vị Bồ Tát, Ngài chỉ thực hành pháp độ Pháp Ca La Mật bậc hạ thôi, nhưng khi đã chứng quả lậu tận thì các vị đó đều có cái sức mạnh tinh thần như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ được cái ý nghĩa này trong bài học này, để chúng ta quan hỷ với mục đích tu tập, mục đích giải thoát chúng ta, quả vị mà chúng ta sẽ đạt đến, để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Bây giờ thì được thấy có câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa soạn xong, xin dừng lại ở đây và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận này. Nam Mô Bổn Thầy. Bạch Thượng Tọa Thiếu Sư, Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ của Thượng Tọa là ở trong đời sống chúng ta ai cũng đối diện với vô thường hết, nhưng mà đa số chúng ta đối diện vô thường thì làm cho mình cảm thấy mình yếu đuối, cảm thấy mình sâu buồn. Nhưng mà ở trong đề tài ngày hôm nay thì nói rằng một cái bậc giải thoát hay là một bậc hiểu pháp thì đối diện vô thường bằng cái tâm rất là mạnh mẽ. Thì tại sao có thể đối diện vô thường một cách mạnh mẽ mà tại sao đối diện vô thường thì tâm nó bị yếu đuối? Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài suy tư về điểm này. Anh đã bộ bình thài vậy. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cũng nhìn về sự vô thường, đối với các pháp hữu vi, nhưng ở đây chúng ta có cái nhìn yếu đuối, bởi vì chúng ta còn phiền não, cho nên chúng ta cảm thấy ngao ngán, chúng ta bất lực trước cái sự vô thường đó. Dẫu biết rằng đời là vô thường, cái gì nó cũng đi đến chỗ hoại diệt, cũng phải đi giới tiết luôn vô ở thông vô. Nhưng mà chúng ta bất lực không làm gì được, cho nên chúng ta không khéo thì cái tâm trở nên yếu đuối, cảm thấy phiền muộn, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thất vọng. Nhưng mà đối với bậc thánh lậu tận đó, các ngài cũng nhìn thấy xin lỗi quý vị ở trong room, các vị có nghe được không? Ồ, vậy như vậy chỉ có mình anh 2608 04 là không nghe rõ, là do cái máy của các vị. Còn tất cả mọi người âm thanh nghe rõ thì tốt rồi, chúng tôi cũng phải chỉnh. Thì thưa quý vị và xin cảm ơn quý vị, đối với các bậc lậu tận
Việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, không còn cái gì phải làm nữa. Và nhất là các vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên cứ còn cái thân hữu như y, ngũ uẩn hữu như y này, nó sanh diệt cái vô thường kể đó, không sao cả. Bởi vì các vị được gọi là đã có chân đức, tức là một vị đã vượt khỏi cái bể khổ trầm luân, đã bước qua đến bờ bên kia, đặt chân lên bờ bên kia an toàn, không còn sợ hãi cái cảnh sóng nước cuốn trôi, và phía dưới là đầy kình cương cá dữ, nhiều cái sự nguy hiểm đang chực chờ nếu còn đang lên đên trên mặt nước. Thì vị đã đạt đến bờ bên kia đó, thì tất nhiên vị đó không còn cái gì phải âu lo, không còn cái gì phải hốt hoảng, phải sợ hãi. Thì cái chuyện đó chúng ta rất là dễ hiểu, chúng ta rất là dễ hiểu. Thí dụ như bây giờ chúng ta đặt cái giả sử như thế này, ai cũng biết đi xe thì có sự nguy hiểm của xe, đi tàu thì có sự nguy hiểm của tàu thuyền, đi bằng phương tiện máy bay đó, thì chúng ta biết có cái sự nguy hiểm của máy bay. Nhưng mà những người sắp đi bằng những phương tiện đó, hoặc đang ngồi trên những phương tiện đó di chuyển, thì người này mới cảm thấy yếu đuối, cảm thấy lo âu. Nhưng mà đối với một người đã đi rồi, đã đạt đến cái mục đích, đã đạt đến cái nơi đến rồi đó, đã đi đến nơi, rồi vị đó xuống đất được an toàn, lên bờ được an toàn, thì khi mà vị đó đã được an toàn như vậy đó, thì vị đó nhìn lại, vị đó biết chứ, vị đó vẫn biết đi những cái phương tiện này có cái sự nguy hiểm. Nhưng mà vì vị đó đã đạt đến cái chỗ, cái chân đứng được an toàn, cho nên vị đó không có hốt hoảng sợ hãi. Thí dụ nó như thế nào thì ở đây chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta mới bắt đầu suy xét quán tưởng về, quán về cái vô thường tưởng, chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy được các pháp hữu vi có sanh có diệt. Nhưng mà vì rằng chúng ta chưa có làm xong cái phần sự của mình, và chúng ta chưa đạt đến cái tu cách giải thoát, chúng ta chưa có đặt chân đến bờ bên kia an toàn, cho nên chúng ta thấy hốt hoảng, sợ hãi, yếu đuối. Còn một cái trường hợp thí dụ khác nữa là một vị A-la-hán, ngài nhìn hiện tại thấy pháp hữu vi là vô thường, ngài biết rõ là sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là không có lặp lại, không có tái diễn ngũ uẩn sanh diệt nữa. Do đó cho nên hiện tại ngài thấy pháp hữu vi là vô thường, ngài cũng không có gì âu lo. Còn như chúng ta thì hiện tại chúng ta thấy cái sự vô thường, nhất là cái sự vô thường của kiếp sống, nghĩ rằng nay ta đã già, thân bị bệnh kiệt sức, sắp mệnh chung, sự vô thường đã đến rồi. Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh phải sanh hữu,
phải tái sanh trong tương lai đó, không biết là sẽ đi về đâu, cõi vui hay là cõi khổ. Và cho dù rằng sanh ở cõi vui, cõi người, cõi trời hay cõi phạm thiên, thì sẽ đến một lúc nào đó hết tuổi thọ thì cũng phải luân chuyển ở trong bốn đường khổ, bốn đường ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, âu to la nữa, vân vân. Vậy chúng ta mới cảm thấy hốt hoảng, chúng ta cảm thấy sợ hãi và chúng ta cảm thấy yếu đuối. Cái chuyện này cũng dễ hiểu lắm thưa quý vị. Nói tóm lại đó là đều có cái nhìn về vô thường, nhưng mà cái nhìn khiến cho chúng ta yếu đuối là bởi vì chúng ta chưa có đặt gánh nặng phiền não xuống, chưa có đặt gánh nặng ngũ uẩn xuống, cho nên chúng ta vẫn còn hốt hoảng sợ hãi. Còn với một vị lậu tận có cái nhìn thấy pháp vô vi là vô thường, nhưng mà cái đó là cái nhìn mạnh mẽ là bởi vì các ngài đã hoàn tất cái công trình, hoàn tất cái cuộc hành trình rồi, cho nên các ngài không còn âu lo, không còn sợ hãi. Thì chỉ đó là sức mạnh. Bằng nhiều cái thí dụ chúng tôi trình bày để cho các Phật tử chúng ta hiểu được như thế nào là cái nhìn về vô thường mà khiến chúng ta vẫn còn yếu đuối, khiến chúng ta yếu đuối. Còn đối với các một lần tận cũng nhìn các pháp vi là vô thường mà các ngài trở nên mạnh mẽ, chúng ta trong tương lai cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Khi mà chúng ta việc nên làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Nam mô Bụt Thầy, xin kính thỉnh thượng tọa và đặng trở lại. Ông bạch thượng tọa thượng siêu, trong vài một phút nữa sẽ điện thoại cho thượng tọa thượng siêu, thượng tọa quan hệ trả lời giùm. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thượng tọa Pháp Đăng, thường thường đó, chúng ta ai cũng sợ cái cảm giác yếu đuối trong lòng hết, và chúng ta nghĩ rằng phiền não cho chúng ta một sức mạnh. Thí dụ mình giận ai đó, cái cơn giận dữ đó họ xem là một sức mạnh. Nhưng mà kỳ thật đó là cái sức mạnh của phiền não có vấn đề gì? Xin thượng tọa khoan hiện chia sẻ về suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Hello. Hello. Quý vị nghe không? Dạ, cảm ơn quý vị. Trong câu hỏi của họ thì nếu mình nói về cái phiền não mà ví dụ mình sân hận, mình hủy hoại ai đó thì thực sự đó, thì cái điều là mang lại cái sự đau khổ. Ví dụ mình chúng ta nghe cái câu chuyện mà tên người tên Đông mà giết con em, chém em của mình, chém em ruột của mình, rồi chém vợ của em mình, rồi chém cháu, mấy người chết rồi. Thì thật sự là cũng khi mình nghe cái tin đó thì người đó cũng rất là bình thản. Nhưng thật sự là khi mà thường thường chúng ta biết là những người mà sân hận đó, thì khi mà cái mạnh cái sân á, nó cũng một thời gian. Có nhiều người đó họ do họ làm những cái nghề nghiệp mà đồ tể, hay là họ làm những cái nghề nghiệp mà tương đối là mình gọi giống như là họ cũng muốn luyện giết người. Thì tương đối những người đó họ khi mà họ sân họ giết ai đó thì mình thấy họ cũng bình thản vô thực sự ra. Sau đó thì họ sẽ rất là đau khổ, rất là đau khổ. Tại bình thường thực sự đó thì chúng ta biết rằng đó, cái sự đau khổ đó là tù tội, cái sự đau khổ đó mình có thể bằng mạng sống của mình, bằng cái cách mình bị tử hình. Nếu chúng ta thấy những người mà họ giết người mà tương đối họ dã man quá thì thường thường đối với họ là sự tử hình. Thì khi mà tử hình mà đem mà trước cái lúc mà tử hình họ đem họ mà từ trong
cái chỗ mà giam cầm họ đi ra ngoài đó, họ họ cũng đau khổ trong cái thời gian bị giam cầm họ, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà thật sự đó thì chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của cái bất thiện đó, thường thường nó chỉ mang lại cái hiểm quả thôi. Chúng ta thấy rằng thần thù mà diệt qua diệt lại đó, ví dụ chúng ta thấy cái câu chuyện mà như là cái người phụ nữ mà kiếp hai người phụ nữ hại nhau rồi làm mèo, làm gà, làm chồn, làm nai, làm giả toa, làm người đó, hại nhau, họ hiềm hại với nhau. Thì Đức Phật thì cũng nói, nhưng mà họ tại những ác nghiệp đó thì chỉ dẫn họ đi vào trong khổ cảnh thôi. Thì chúng ta cũng vẫn biết rằng có một số người khi mà cái tâm sân họ mạnh quá đó, cái tâm sân họ mà họ hung dữ tàn bạo quá, họ chết tên là Atula. Thì chúng ta biết rằng, tuy rằng cũng là tâm bất thiện cho sanh vào địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh và Atula. Nhưng mà những chúng sanh sanh làm Atula đó thì họ do cái nết sân của họ rất kinh khủng. Nết sân của họ rất kinh khủng. Mình có thể hiểu cái người đời đó gọi, nói chơi chơi vui vui cũng nhiều sức mạnh. Cũng như là anh Đông này, anh giết người mà anh cầm dao, anh chém một đợt rồi anh chém cái đợt thứ hai mà người ta thấy anh hung dữ mà không ai dám. Không ai dám can cỡ vào cản hết, mà chỉ có khi mà những người chấp pháp họ tới thì ảnh mới thật sự là ảnh bị ly thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự ra cái người mà họ sân nhiều đời nhiều kiếp của họ, nó cũng có những trường hợp như vậy. Những chúng sanh này nói rằng ví dụ như chúng ta thấy Adula, khi mặt trời mọc lên đó, họ giác búa, giặt dao, vũ khí, họ chém lộn nhau. Họ phải đau khổ vì cái sự thương tích, đau khổ sự mà chém qua chém lại của họ đó. Chúng ta cũng thấy rằng họ phải chịu cái quả như vậy. Thì Phật này vẫn nói về cái tâm bất thiện cho sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong tâm bất thiện thì có 8 tâm thân, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì trong đó tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật thì mình không kể đi, mình kể về cái tâm sân đi. Thì cái tâm sân cho sanh vào Atula, cái tâm tham nó cho sanh vào súc sanh, mà tâm tham là kiến cho sanh vào địa ngục. Như vậy thì nhìn chung vào đó, mình ta thấy là những người này, tuy rằng mình thấy họ như là họ có cái sức mạnh, như là sự phiền não nó mang lại cái ác quả thôi. Những sức mạnh của thân nó chỉ mang lại cái ác quả thôi, chứ nó cũng không có đem lại cái lợi gì. Tự mình mang thay rứt, cũng như chúng ta thấy được đa và làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng nghiệp. Ông có thể làm những việc đó, nhưng mà cuối cùng ông cũng hối hận ăn năn đi sám hối được Phật. Nhưng mà cuối cùng người bệnh bị đất rút, không gặp được Phật. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều người họ sân, họ ra vẻ để cái nọ, nhưng mà thật sự ra cái sự sân hận đó, nó chỉ là cái sự đau khổ ngấm ngầm trong người mình thôi. Nó nuốt từ nó nung nấu mình, từ mình đau khổ hoài hoài vậy thôi. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cái tâm sân thì nó là nói rằng họ dám làm những cái việc mà mình rất kinh khủng. Bởi vì tâm sân nó làm những việc kinh khủng, có nghĩa là làm việc như đốt nhà, đốt cửa, giết hại, rồi chém chặt người ta, làm những việc mà làm cho người ta đau khổ và sợ hãi. Thật sự thì chúng ta thấy rằng cái đó nó mang lại cái sự đau khổ gây rứt ở trong lòng của họ, từ lúc họ làm việc đó cho đến lúc họ đi tái sinh vào các cảnh giới, họ phải chịu đau khổ đó thôi. Tuy rằng chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài vẫn biết được cái mỗi chúng sanh có cái nết sân, nặng tánh, tánh tham, tánh sân, tánh si, hay là tánh tính, tánh tầm, tánh giác. Thì Đức Phật Ngài vẫn biết được chân tánh của chúng sanh, mỗi chân tánh nó mạnh yếu như vậy. Thì nơi đây thì câu hỏi số 2 là muốn nói đến cái tâm sân, nó có cái vấn đề là làm tàn hại chúng sanh, thôi, chứ nó không cũng mang lại cái lợi ích gì. Tàn hại cái nghĩa là cái đối tượng mà bị họ giết và bản thân của họ cũng đau khổ, họ cũng phải đang chịu cái ác quả thôi, họ phải chịu đau khổ về cái tù tội, hoặc là cái hiện tại này họ phải bị giam cầm, họ phải bị đánh đập, họ phải bị hành hạ, dù là họ mạnh như bao nhiêu á, họ cũng phải chịu khổ đau bởi vì những người họ chấp phạt còn ghê hơn những cái người đó nữa, và cái số đông người nữa, thành ra họ thấy phải chịu những cái đau khổ
hoặc là trong đời thì họ hung dữ như vậy, nhưng mà có người còn hung dữ hơn họ nữa. Nên thường thường quý vị thấy những cái người trong trại tù, những người ở trong tù, có những người ở trong trại tù họ tự đánh đập lẫn nhau, tự hành hạ lẫn nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng, bởi vì người ta cũng biết rằng những cái người mà hung dữ phải có những người hung dữ. Và thường thường chúng ta biết là trên đời có nhiều người hung dữ rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy như điển hình vợ to láo cá mà Đức Phật ngày tế độ đó cũng là một cái chiến tranh rất là hung dữ. Như vậy thì đối với Đức Phật thì người biết được những cái điều đó nó không mang lại cái lợi ích, mà nó chỉ mang lại cái hiểm họa cho mình có thể gây ra những cái sự giết hại, là cái sự giết hại, thậm chí là có thể giết hại đến những cái người mà không thể nào giết hại, là Đức Phật và các thánh hay là cha mẹ của mình cũng có thể dám giết hại những cái người này. Họ khi mà họ sân hận lên, họ làm những việc rất là ghê gớm, anh em họ cũng dám giết hại. Thì những điều này thì chúng ta thấy rằng nó không có được cái tốt đẹp gì hết, mà nó chỉ mang lại cái sự đau khổ ngấm ngầm, hủy hại đối tượng và hủy hại bản thân của mình thôi, chứ nó không có được cái lợi ích gì hết. Thì theo tôi nghĩ rằng đối với người ta thì người ta thấy cái đó thì người ta không biết phân biệt như thế nào, người ta có thể nói rằng cái đó là cái sức mạnh, như thật sự ra mình hiểu rằng cái đó là cái sức mạnh của cái thế gian, sức mạnh của người đời, sức mạnh của đau khổ thôi, chứ không phải là cái sức mạnh mà mang lại cái sự an lạc hạnh phúc, mang lại cái sự lợi ích là lâu dài. Thì ở trong cái câu hỏi của thằng đó thì con xin chia sẻ như vậy, nếu mình cần nói thêm thì mình còn xin xuống biết. Sao thưa kính thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuyên Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Và nếu thượng tọa Tuyên Quyền nghe được khích thịnh, thượng tọa Tuyên Quyền trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, thượng tọa Tuyên Quyền, ít khi người ta nhận ra điều này là thất niệm đó, nó có những cái nhược điểm. Thất niệm nó tạo cho chúng ta những cái xáo trộn về đời sống tinh thần. Và nếu chúng ta nhận ra cái điểm này thì mình sẽ thấy cái mạnh của cái sức mạnh của niệm. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng thất niệm có nhược điểm gì, nó khiến cho đời sống có vấn đề gì, thì thượng tọa trả lời như thế nào? Kính thỉnh thượng tọa Tuyên Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, con kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta cho là một cái chánh niệm đó là một điểm, thì nhược điểm của thất niệm thì thất niệm là nó bất lợi. Nếu người có chánh niệm thì người có một cái điểm lợi. Thì ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, dầu cho tu hay là không tu cũng vậy. Nếu chúng ta mà thất niệm mà chúng ta không có một cái sự cẩn thận thì nó dễ đổ vỡ, nó dễ đụng chạm, tức là nó không có có nghe cả thân và tâm, rồi hành động của chúng ta cũng vậy nó. Nếu người không có thất niệm thì nó dễ lao chao về thân, có thể đổ bể cái này hoặc là nó thất bát cái kia. Hay còn về cái lời nói đó, nếu chúng ta nói mà không có kiểm soát đó, thì cũng là một điều. Mà nói mà kiểu như là thất niệm á, không có sự ghi nhớ rõ ràng, không có một sự điếm bước đó, thì chúng ta dễ nói nó gây cái sự phiền não cho người, rồi chúng ta lại là gây cái sự hiểu sai về người, vân vân. Còn cũng vậy, thì nếu như chúng ta chánh niệm á thì nó là một chuyện khác. Nếu chúng ta có một chánh niệm thì cái chánh niệm đó nó sẽ là một cái ưu điểm tốt, là chúng ta nói thì nó cẩn trọng từ lời nói cho tới cái nội dung của lời nói hay là câu chuyện mình đang nói, thì nó sẽ được hơi bài, nó sẽ được người ta đón nhận hơn.
mọi người mà có nói cái nói có cái niệm á, thì người đó nói sẽ nói đúng, mà người đó sẽ nói nó rất là chí tình và chí lý, thì như vậy thì người nghe sẽ được dễ dàng hơn. Một người mà thất niệm, cái nhược điểm tức là họ làm nhiều cái việc sai và mang cho họ, mang cho người nhiều cái đau khổ, vì chính họ đã đau khổ và mang cho người khác cái khổ hơn nữa. Cho nên phải nói rằng là từ cái việc làm sai này tới cái việc làm sai nọ cũng do chúng ta thất niệm, do chúng ta quên canh phòng cẩn mật. Chứ nếu như thí dụ như là Đức Phật Ngài luôn dạy người vị tỳ kheo, ngay cả trong khi ăn, trong khi làm tất cả mọi thứ, thí dụ như người trong khi ăn, ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hộ các căn, khi ăn khi uống mà có tiết độ, biết tinh cần, không có biến nhát, thì ma không uy hiếp kẻ ấy, thì như núi đá trước gió. Mà nếu chúng ta ăn uống mà chúng ta có tiết độ thì như núi đá trước gió, mà không có tiết độ thì như cây yếu trước gió. Thì cũng vậy, trong cuộc đời này chúng ta không khéo phòng hộ, không phòng hộ tâm của mình, để thu thúc tâm của mình, để gìn giữ tâm của mình, để điều phục tâm của mình, mà khi mà không điều phục được thì đó chính là thất niệm. Mà không điều phục tâm của mình thì gây đến cái lợi bất lợi lớn, đau khổ lớn. Người tu của chúng ta, nếu như chúng ta thất niệm thì chúng ta sẽ làm những cái hành động do tam nghiệp này có thể đưa đến cái hậu quả về sau rất là nặng nề, rất là nguy hiểm. Không là nó tan nát, nó đổ vỡ ngay trong hiện tại này, nhưng phải nói rằng nó là kết quả dị tục cho đời sau, hết sức là nguy hiểm, cũng do cái thất niệm. Bởi vì sao vậy? Từ cái thất niệm này mới dẫn tới phóng dật. Mà phóng dật có mặt thì những chuyện bất thiện gì cũng có thể xảy ra. Đây là cái, đây là cái điều bất lợi, đây là cái nhược điểm, nó hẳn hồi như vậy. Thất niệm nó cũng như là cái phóng dật, mà khi mà phóng dật có mặt thì si phóng dật này nó ngự trị ở trong tâm của một người nào, thì thời thân ác, khẩu ác, ý ác, tham tật kiến ở mạng, sân tật lận hối, nó sẽ đi nguyên một cái điều ác bất thiện, làm cho chúng ta phải gây nên cái tội cho chính mình và cái đau khổ cho người khác. Ngược lại thì dĩ nhiên có cái ưu điểm, cái nhược điểm thì cái ưu điểm của chánh niệm thì nó lợi lạc được hoàn toàn rồi. Mọi thứ, mọi việc, người mà sống qua đời sống mà chánh niệm, đây là cái đời sống mà Đức Phật Ngài khen ngợi, các hiền trí ca ngợi. Còn người mà có cái đời sống thất niệm, đời sống không có điều phục, không có thu thúc, không có chuyên cần gìn giữ tâm, thì chính là chúng ta làm những cái việc đau khổ cho chính mình, và cũng như đã nói đau khổ cho người. Và kính bạch thượng tọa, đây là cái ý nghĩa của chính con, thảo luận của chính con. Nếu có điều gì cần mô túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di. Sa thú kính trường thượng tọa trường quyền. Đại đức Pháp Tính đây. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tính, tại sao mà chúng ta con người đó thường tin vào sức mạnh của cực đoan, của cái gọi là quá đà, quá độ, mà chúng ta ít khi tin vào sức mạnh của cái chừng mực, của cái quân bình? Tại sao vậy? Xin đại đức Pháp Tính Hoa Kỳ cho biết suy tư của đại đức Pháp Tính về điểm này.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng tọa A Di Đà, Thượng tọa Tây Nguyên, Thượng tọa Pháp Đàn, Thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Qua câu hỏi của Thượng tọa vừa nêu lên, thì tôi thường đa phần là tất cả chúng sanh, tất cả mọi người đều tin vào cái sức mạnh của cái sự cực đoan hay là quá đà, sức mạnh của quá đà, nhưng mà không có tin vào cái sức mạnh mà chuẩn mực hoặc là cái sức mạnh ổn định. Tại vì do cái người đó thiếu cái sự học hỏi, thiếu về cái sự học hỏi. Thật ra nó thì khi mà chúng ta có một cái, thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái sự tinh tấn, nó đều đặn, thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh rất là một cái sức mạnh nó rất là có cái kết quả cao. Và ở đây tại sao mà chúng tôi nói về cái người đó có cái sự thiếu hiểu biết, thí dụ như tại vì cái người đó nếu mà nói về cái đời sống ở tại gia, có nghĩa là cái mình sống ở ngoài đời đó, mình cũng thiếu kiến thức. Mà hễ mà mình sống ở trong đạo đó, thì mình cũng thiếu kiến thức. Thí dụ như ở ngoài đời đó, quý vị thấy rằng hiện nay đó, người ta có những cái cách, có những cái công cuộc, hoặc là có những cái cách người ta sinh hoạt, người ta vận dụng vào cái sức mạnh của nước. Có nghĩa là người ta thấy nước đó, thì nó rất là nhẹ và nó không có gì mà giữ hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng nhiều nước đó, thì nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh rất là lớn, rất là lớn. Thành ra trong các cái công việc ngày hôm nay, người ta nghiên cứu về cái sức mạnh của nước rất là nhiều. Đó thì đó là ở ngoài đời mình không có chịu cập nhật những cái kiến thức đó. Còn nếu mà nói về ở trong đạo đi, có nghĩa là cái đời sống tu tập đó, thì có những người người ta không có cái niềm tin khi mà mình làm cái công việc gì đó mà nó bền vững, nó xuyên suốt, quý vị. Cũng như ở đây chúng tôi cũng thổ lộ cho quý vị nghe, có nhiều lúc trước có nhiều người khi mà người ta đến chùa, người ta được tu sớm, là nhờ có những cái chú giới tử đó. Hãy mà 6 giờ mà quét sân, thì chú giới tử đó ngày nào 6 giờ sáng quý vị đứng ngay cái điểm đó là quý vị sẽ thấy cái chú giới tử đó là coi như là cầm cái chổi quét sân đó. Thành ra những cái hình ảnh đó, mỗi lần mà mình muốn đi tìm người đó, mình chỉ cần mình tìm ngay cái thời điểm đó, thời gian đó và ngay chỗ cái địa điểm đó là tự nhiên là mình sẽ gặp cái người đó. Đó, thành ra quý vị biết lâu ngày đó, nó được cái sự tín nhiệm, được cái sự hoan hỷ của vị trụ trì và tất cả các vị ở trong chùa, ngay cả những người mà ở xung quanh hoặc là những người Phật tử, người ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó, người ta nhìn thấy cái hình ảnh đó lâu ngày người ta hoan hỷ. Thành ra khi mà nói đến cái vị đó xin tu là coi như là được, thì thật ra đó thì do mình thấy rằng có một cái, mình chỉ có làm một cái việc nó rất là dễ mà nó đều đặn mỗi ngày vậy, thì tự nhiên cái mình lấy được cái tâm hoan hỷ, mình lấy được cái lòng tin của mọi người đó. Thành ra quý vị thấy rằng là khi mà mình làm cái việc gì đó mà nó chừng mực mà nó bền vững, có nghĩa là ngày nào mình cũng làm hết, thành ra thì lâu nó sẽ có một cái rất là tốt. Còn có những người thì quý vị biết rằng là có họ vào chùa đó, chuyện nặng chuyện nhẹ, giờ giấc
trời mát, trời khô, trời mưa, bất cứ một cái thời gian nào họ cũng làm hết, họ làm ao 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 gì đó. Nhưng mà vài bữa sau họ chán, họ không làm, họ chán họ không làm, họ như là họ lơ đễnh hoặc là họ không có tập trung đó, thì quý vị thấy rằng tự nhiên mọi người đều cảm thấy thất vọng, thất vọng về những cái người mà có cái tâm đó, làm ào ào vậy chứ vui thì làm, mà còn buồn thôi dẹp qua bên hết, nghỉ không làm, đi chỗ khác chờ đó. Thành ra nó lấy đi cái, mất đi cái niềm tin với mọi người xung quanh đó. Thì ở đây đối với những cái người mà người ta không có tin vào cái sức mạnh mà chừng mực mà nó bền vững, mà nó đúng giờ đúng giấc, là do cái người đó, người ta thiếu cái sự học hỏi, thiếu cái sự hiểu biết. Đó cũng như quý vị thấy rằng ngày Xá Lợi Phất cứ mỗi sáng chư tăng đi bát hết, các vị sư đi bát hết rồi ngày đi sao hết, và lúc nào cũng vậy, ngày kiểm tra lại nước đã được châm đầy chưa, rác đã được quét chưa, những cái gì để xung quanh đó có được gọn gàng chưa. Thì quý vị thấy rằng là coi như là đâu phải một ngày cái vị đó làm vậy mà người ta thấy đâu, do làm nhiều lần bền vững như vậy thì người ta mới thấy, chứ đâu phải là mình làm có một lần mà ta thấy. Thì cái điều này là nếu mà chúng ta có đọc ở trong kinh điển, chúng ta có tìm hiểu, chúng ta có học hỏi, thì chúng ta sẽ có cái niềm tin về cái sự bền vững này, cái chừng mực và cái bền vững. Còn nếu mà chúng ta không chịu cập nhật hoặc là tìm hiểu những cái kiến thức này đó, thì lúc nào mà chúng ta hứng, chúng ta làm một cách cực lực, một cách như là quá đà, quá sức luôn, nhưng mà ngày mai mình không thích nữa, mình không làm, thì cái điều này là do thiếu về cái sự học hỏi đó. Vậy thì một cái là đầy đủ sự học hỏi, thành ra mới có cái sự tinh tấn, cái sự siêng năng, hoặc là tin vào cái sức mạnh mực mật bền vững. Còn không có cái sự học hỏi thì mình luôn luôn hành động theo cái ý của mình, thành ra nó hơi cực đoan, và nó không có bền vững, do cái điều kiện là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trừng đại đức Pháp Tính, đại đức Nguyên Thông, đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Nếu đại đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh đại đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Đại đức Nguyên Thông, người ta nói là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đôi khi người ta tin là ở trong đời này đó, cái sức mạnh của ma nó cao hơn sức mạnh của Phật. Nhưng mà cũng có người nói là cái chánh nghĩa tất thắng, chánh nghĩa tất thắng. Thì theo Đại Nguyên Thông có cái định luật nào, có niềm tin nào là cái thiện luôn luôn là thắng, cái chánh luôn luôn là thắng không? Hay là có khi chúng ta phải nhìn nhận cái thực tế rằng cái tà vại, cái bất thiện á, đôi khi nó lại có sức mạnh nổi trội hơn là cái thiện ở trong cuộc đời này. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, kính thưa sư phụ, cái câu nói hỏi này rất hay, nói nghe đó thì nhiều người thấy có lý, nhưng sự thật không có cái gì có lý hết, không có cái gì mà thắng cả, chỉ có cái trí tuệ của Phật, trí tuệ của người giác ngộ thì mới thắng mà thôi. Là bởi vì không có thể mà nói cái thiện thắng, cái ác thắng, là tại vì khi mà cái sức mạnh nào thì nó mạnh thì nó thắng thôi, mà trong cái tất cả những sức mạnh thì không có sức mạnh nào qua cái trí tuệ hết. Vì vậy cho nên nếu mà nó có thiện thắng cái tha, cái ác thắng, thì cái nào nó cũng thắng hết. Nhưng mà chỉ có cái trí tuệ thì mới thấy được là cái trí mà cái thắng bại ở đây đó, thì nó không có cái nghĩa lý gì hết đó. Là bởi vì mình nghĩ thế nào là thắng, thế nào là bại, cái người trí thì cái vụ thắng bại nó không phải là cái sự bận tâm của người trí. Cái người trí là mình có một cái sự an lạc, sự tĩnh lặng trước cái tám ngọn gió đời, chứ còn nói mà cái vụ mà cái thắng bại nó không thành vấn đề.
thì chỉ là có người trí thấy rằng tất cả cái sự tham sân si nổi lên trong tâm của họ thì họ không có để ý đến, tức là họ không có cái khi mà khởi tâm vì cái vì cái lý do gì thì họ không có cái căn tham căn sân căn si. Thành ra con nghĩ rằng người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đứng ngoài cái thắng hay bại. Người hiểu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là buông xả tất cả những cái tư tưởng về thuộc về căn tham căn sân căn si, và chính cái đó mới là cái mục đích mà chúng ta đã tu hành, mục đích mà chúng ta vào rung để mà học, để mà quân tập những cái tâm mà vô tham vô sân của chúng ta, nghĩa là xả ly đó. Và nếu những tất cả những điều đó mình chúng ta không làm được thì không có thể mà nói là thắng bại hay là cái gì cả, chính là không làm được cái sự mà vô tham vô sân vô si, tức là còn dính mắc, mà hãy còn dính mắc là còn sanh tử luân hồi. Thì đối với giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chúng ta tu học như thế nào để có thể mà chấm dứt cái thân thể bằng xương bằng thịt này, để mà có một cái trí tuệ giải thoát, và cái đó là cái mục tiêu của chúng ta. Chứ sự thật mục tiêu của chúng ta không phải là để tranh thắng hay là để mà khổ sở gì về thua. Thì vấn đề mà thắng thua ở trên trần gian này thì cái người tu hành không có để ý đến nữa, mà chỉ để ý đến làm thế nào để không có tạo cái nghiệp mới, mà cái nghiệp cũ mà mình sẽ hóa giải nó bằng cái luật nhân quả. Thành ra tất cả những cái điều đó thì chúng ta học được do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi giảng dạy. Và vì vậy thưa sư phụ, con nghĩ rằng người hành giả như chúng ta phải ở trong cái chánh niệm, mà chánh niệm tức chúng ta biết thân hành khẩu hành và ý hành của chúng ta đang làm cái gì, và phải tĩnh lặng tất cả những thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta, đừng để dính mắc trước tám ngọn gió đời. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con. Chứ ở đây con không có nói vấn đề, không có thành tựu về vấn đề mà thắng thua đó. Dạ con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng dạy tiếp cho chúng con. Dạ. Sa thú kính trường đại đức Nguyên Thông. Thì tọa pháp đăng, thì tọa có còn ở trước máy không? Nếu thì tọa pháp đăng còn ở trước máy, xin thỉnh thì tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 6. Thì tọa pháp đăng nha. Chúng ta biết rằng mỗi người đều có cái sức mạnh và có sự yếu đuối. Nhưng mà làm sao để vận dụng được sức mạnh, nhất là những lúc chúng ta cần có sức mạnh á. Có nhiều lúc mình không cần thì nó lại có, mà có những lúc mình lại cần thì mình không vận dụng được sức mạnh của mình. Thì chúng ta làm sao để vận dụng được nội lực ở cái tỉnh thì tổ hợp đây? Hello. Thật sự thì chúng ta biết rằng mình nói rằng nếu mà mình vận dụng được cái nội lực cần thiết đó, thì chúng ta cũng giống như những người mà võ sĩ mà thường họ thường tập luyện thì họ tập luyện rồi bây giờ họ cần thì họ mới có cái sức lực. Thì chúng ta cũng hiểu rằng sức lực nội tâm nó cũng vậy. Do chúng ta tu tập và quán xét, thường xuyên quán xét, nên quý vị thấy cái câu chuyện Đại Hắc Kỷ Hắc á, một cái người thì chuyên tâm tu tập, một cái người thì không có chuyên tâm tu tập, một người thì thường quán với một phần, một người thì không có biết tu tập. Nên khi mà chuyện mà xảy ra đó thì cái người có tu tập đó họ vượt qua được, có cái luyện tập. Nếu chúng ta thấy giống như người võ sĩ họ luyện tập mà võ như thế nào thì cái người một cái người mà tu tập đó họ cũng luyện cái tâm của mình, luyện cái tính tấn niệm định tuệ, mình gọi là luyện ngũ quyền hay ngũ lực của mình đó, mình luyện quen rồi bây giờ thì mình nhạy bén thôi. Thì chúng ta cũng thấy giống như bây giờ chúng ta nói một vị pháp sư vậy đó, một vị pháp sư thì giỏi học, giỏi hành, giỏi thuyết, giỏi giảng. Thì phải nói rằng cái sự mà đọc và nghe, cái học, cái sự mình chú tâm, cái sự mình nhớ thuộc đó nó phải có. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể vận dụng để mà nói được.
rồi chúng ta gọi là tầm tứ, chúng ta tìm kiếm trong cái tư tưởng của mình đó, trong tâm của mình là thọ tưởng đó, mình tìm kiếm để mình thuyết giảng đó. Thì nó cũng thật sự là một cái người mà họ thường như thầy cô giáo, họ thường coi cái bài, còn thường hay tiếp xúc với cái bài đó, thì họ giảng bài họ có nhiều cái phong phú kinh nghiệm. Thì cũng như vậy, cái người tu tập đó họ cũng phải trao dồi cái tâm lực của mình hoài thường như vậy. Gặp được những cái trường hợp như vậy là có thể vượt qua. Chứ thật sự là chúng ta biết rằng một cái người nào họ mà bắn cung, họ cũng luyện tập hoài đến lúc mà họ cần thiết họ mới bắn được. Một cái người mà họ bào hay là họ làm thợ mộc cũng vậy, họ làm thường, là họ làm thường nên khi mà họ kêu họ thì họ làm được. Một cái người mà hành trì đó, cái nội lực nó cũng quen, nó quen, nghĩa là nó do cái sự tu tập nó quen, nó thuần thục nó quen. Nên bình thường chúng ta thấy ăn tiêu hóa ná là cái tùng dụng duyên đó, là cái duyên mà chúng ta cần phải tu tập đó. Thì chúng ta tu tập hoài quen như vậy đó, thì chúng ta mới tạo cho mình có cái sức mạnh nội tâm. Chứ còn cái sức mạnh nội tâm nó không phải tự nhiên mà có đâu quý vị. Nó cũng phải do chúng ta rèn luyện cái bản thân của mình, rèn luyện cái tâm của mình mà nó có như vậy. Thì trong cái câu hỏi thượng đạo đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu gì cần nói thêm thì tỉnh thượng đạo. Thượng tọa Tuyên Quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Đức thượng tọa Tuyên Quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa Tuyên Quyền trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, người ta thường nói một điều rằng khi mà mình sống về cảm xúc thì mình yếu đuối, mà mình sống về lý trí thì mình mạnh mẽ. Nhưng mà xúc có thực sự làm cho mình yếu đuối không? Hay là có những cảm xúc nó vẫn làm cho mình mạnh mẽ như thường? Xin tiến hình Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức tăng. Thượng tọa Quan Hỷ ghi giùm con lại mấy dòng. Dạ, do ở chùa, mấy cái nhà xóm kế bên họ mở karaoke lớn quá, con nghe không rõ được. Dạ, thượng tọa Quan Hỷ ghi con mấy dòng. Chữ con hồi nãy con nghe nó lóng thoáng, nó mập mờ. Dạ. Dạ. Qua câu hỏi thượng tọa đã nêu thì thật sự có những cái cảm xúc mà nó khiến cho cái con người mình trở nên mạnh mẽ. Cái điều này chúng tôi cũng từng chia sẻ với quý vị. Cũng như chúng tôi kể ngày xưa mà khi mà học ở chùa Xử Lý, quý vị biết có những cái đêm khuya chúng tôi cũng trốn công phu. Nhưng mà quý vị biết rằng trong những cái lần đó có những cái vị dẫn kinh, có nghĩa là sướng kinh cho các vị sư tụng theo. Có những cái vị đó tụng kinh nó làm cho mình nó cảm thấy là tự nhiên là mình muốn tu, quý vị. Thí dụ như cái vị đó tụng những cái bài kinh chúng sanh nào giàu già hay trẻ, ngu hay trí, sang hay hèn, tất cả chúng sanh ấy đều có cái chết đón chờ nơi phía trước cả thảy. Quý vị biết rằng có những vị có cái giọng tụng kinh nó không phải là nó không phải là nhựa quá, mà nó cũng không phải là nhanh quá, mà nó từ từ, nó từ từ mà nó rất là lớn, nó rất là lớn và nó nghe nó rất là dễ thấm vô cái tâm của người nghe. Thành ra lúc đó nó phát sanh cho mình một cái cảm xúc mà quý vị biết rằng
mình đã trốn công phu rồi, mình đã trốn tụng kinh rồi, nhưng mà mình nghe cái lời đó thôi tự nhiên là mình lên mình tu tập đó. Hoặc là quý vị biết rằng những cái buổi thiền tập á, tôi rất là thích là tụng cái bài kinh, cái câu Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật: ở này các vị tỷ khu, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là quá cấu sinh, vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu. Khi mà chúng tôi tụng những cái câu đó lên á, quý vị biết rằng tự nhiên cái làm cho cái con người mình nó hăng hái, nó muốn tu, nó muốn tu. Hoặc là quý vị biết rằng khi mà nghe, có những lần chúng tôi đi lễ đó, mà chúng tôi nghe những cái vị giảng sư giảng về cái chúng sanh ở trong đời, những người mà được xuất gia đó, là do cũng nhiều đời xuất gia, nhiều đời tu tập là tạo những cái thiện pháp, thành ra ở trong cái kiếp sống này mới có cái duyên lành để mà từ bỏ những cái thú vui của cuộc đời mà vào ở trong cái chốn thiền môn để tu tập. Thì quý vị biết rằng có những lần mà chúng tôi đi lễ, chúng tôi nghe những cái câu đó, tự nhiên chúng tôi cảm thấy nó xao xuyến ở trong người quý vị, nó xao xuyến ở trong người, nó muốn như là mình muốn tìm một cái chốn thảo am, một cái nơi nào đó để mà mình lo mình hành đạo, hoặc là mình lo mình tu tập. Thật sự quý vị biết rằng chúng tôi nói lên những cái cảm giác này là những cái cảm giác nó có thật sự quý vị. Hoặc là nhiều khi mình nghe những cái vị thiền sư mà giảng những cái gì mà nó liên quan đến cái đời sống mà mình đã kham nhẫn, mình từ khước rồi từ đó mình dấn thân vào cái con đường tu tập, rồi nó phát sanh lên những cái cảm giác hạnh phúc, cái an lạc, rồi đem đến cái lợi ích cho mọi người. Tự nhiên mình nghe những cái điều đó, nó khởi lên một cái cảm giác rất là mạnh, cái cảm giác rất là mạnh. Còn nếu mà nói về những cái cảm xúc hoặc là những cái cảm thọ mà nó làm cho con người mình yếu đuối thì quý vị thấy rằng những cái khi mà chúng ta nghe những cái giọng ca thật sự ra đó, những cái giọng ca đó thì thật sự ra mình nghe mình thấy hay, nhưng mà hay như vậy mà cuối cùng nó không làm gì hết, nó không làm được gì hết mình đó. Thành ra đó, có những cái cảm xúc đó mà chúng ta nghe đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy chán chường. Ví dụ như bị nhớ ngày xưa có những cái bài ca đó, đến nỗi mà lính mà người ta muốn bỏ về nhà luôn. Thành ra nó có nhiều cái nó mình nghe rồi nó cũng khởi lên những cái cảm xúc mà nó chán chường, nhưng mà có những cái âm thanh hoặc là những cái vần thơ khi mà chúng ta nghe rồi thì tự nhiên chúng ta có cái tâm lý chúng ta muốn tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nghe nói đoạn trường siêu sanh, thật sự ra mình cũng biết là những cái từ ngữ gì ở trong đó, nhưng mà mình nghe tới cái câu đó, cái mình cảm thấy nó có một cái cảm giác gì đó mà nó thúc đẩy mình trong cái sự tu tập. Thành ra nó quý vị thấy rằng đối với những cái có rất là nhiều cái cảm xúc mà khiến cho mình khi mà mình nghe mình cảm nhận nó được cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà có những cái cảm xúc khi mà chúng ta càng nghe đó chúng ta càng yếu đuối. Thật ra đó quý vị biết rằng ngày xưa chúng tôi nghe có những cái bài kinh đó, mình nghe vô mình thấy có bộ là nó hay, coi bộ là nó hay, nhưng mà thật ra lúc đó mình cái cảm xúc của mình đó, khi mà mình tiếp xúc mà mình có cái mình nó trở nên yếu đuối đó quý vị. Ví dụ như ngày xưa mà tự nhiên mình nghe những cái câu mà trong những cái bài kinh mà nói về lễ Vu Lan, thật sự ra nó làm cho con người mình nó chỉ biết khóc thôi. Thí dụ như giờ quý vị không tin, quý vị mở cái bài ca Bông Hồng Cà Áo Bông Hồng Cà Áo, tự nhiên mình nghe vô cái mình muốn khóc mà thật sự sau khi khóc rồi mình không có rút ra được cái gì hết.
mình có rút ra được một cái bài học, hay là mình không có rút ra được một cái sự mà tinh tấn, hay là một cái sự báo hiếu gì mà nó chỉ có rơi nước mắt thôi. Giống như là nó bị điểm quyệt, nó càng ngày nó càng yếu đó. Nhưng mà quý vị nghe những cái bài kinh khác, ví dụ như là những cái bài kinh mà kể về cái sự mà người mẹ đã mang thai mình 9 tháng 10 ngày rồi chịu khổ cực, rồi khi mà nuôi mình nhai cơm nhai cá lừa xương rồi này kia vân vân, rồi những cái vật quấy trượt phải lau chùi đó, thì tự nhiên thật sự ra mình nghe những cái đó mình có cái cảm nhận, mình vừa cảm xúc mình vừa cảm nhận xong thì tự nhiên mình muốn có cái tâm để mà báo hiếu, trả hiếu cho cha mẹ đó. Thì bây giờ mà chúng tôi kể ra cho quý vị nghe vậy thì quý vị cứ mở bài ca nó lên, bông hồng gạo quý vị nghe xong rồi quý vị đọc lại cái bài kinh mà công ơn của cha mẹ mà đã khu mang đứa con 9 tháng 10 ngày rồi nuôi lớn lên rồi nhai cơm nhai cá như thế nào rồi xong rồi lau chùi những cái vật quấy trượt, thì quý vị thấy rằng tự nhiên bài ca này và cái bài kinh này quý vị thấy rằng là nó khác nhau liền. Một cái là mình nghe xong rồi coi như là tâm tư của mình nó thơ thơ thẩn thẩn, còn một cái là mình nghe xong rồi là mình tức tốc mau mau đi kiếm cha kiếm mẹ để mà mình trả hiếu. Thành ra đó quý vị thấy rằng là hai cái cảm xúc này có một cái nó sẽ làm cho con người chúng ta yếu đuối, và có một cái thì nó sẽ làm cho con người của chúng ta rất là mạnh mẽ. Đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ đã hết giờ rồi, con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình đại đức Pháp Tính. Thưa quý Phật tử, thế giới nội tại của chúng ta là một thế giới có nhiều cái bí ẩn, và để vận dụng sức mạnh nội tại là một nghệ thuật quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Và bài học ngày hôm nay đề cập đến một số những sức mạnh này, và đặc biệt là ở cái cao điểm, tức là sức mạnh của bậc giác ngộ giải thoát. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung của bài học sẽ có những gợi ý cho đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Ta thu lành thay, ta thu từ mẫn đại chúng ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại ân chư trong đời sống và hướng đến đạo đời tốt luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn tốt luân ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ thành trong lớp học được hoàn thành trong. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm thường lạc, phận sự của con kính quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chúng quý đạo chúng ta hồi hướng quyền công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạ hồi hướng hộ pháp, nguyện cầu pháp thân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giác. Nam Mô Bổn Thầy. Yang kincir kutala kamang kapa pagi yang manang kaya na vajja manasa tidak sesuka tang kapang yesa kapa sanyino ati yesa tata sanyino kapang buya pawang maya sa pepa kipawan tute yebang kapang suri tang yenang buya palang maya yeja tata manja nanti dewa gantua hime kayung da elo kami yes.
tapa chi văn ba ha ra ni du ca ma nu nhang phu cho nang ta phê la phan tu mong ha chi tapa ni. Con xin hồi hướng phước lành là đã cùng vang giới chúng sanh gọi nhường người.